Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dẫm lên vết xe đổ của Phùng Xuân Nhạ, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Kim Sơn đi vào ngõ cột Đã nhiều năm nay, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Giao thông Vận tải là những bộ gây nên bức xúc của xã hội nhiều nhất, đặc biệt là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Rất nhiều tiêu cực kéo dài từ đời Bộ trưởng này đến đời Bộ trưởng khác mà không hề được khắc phục. Từ thời ông Nguyễn Thịnh Nhân làm bộ trưởng tới đến nay, các bộ trưởng chỉ ngồi ghế đúng một nhiệm kỳ rồi rút lui bởi thực tế các bộ trưởng mới lên thực hiện các dự án và ra chính sách chỉ tệ hơn cái cũ chứ không hề cải thiện được gì ngành giáo dục là ngành ươm mầm non cho thế hệ tương lai nhưng bộ máy quản lý giáo dục vẫn có tư tưởng trục lợi thì lấy đâu ra những chính sách vì dân vì nước cho được để hình ảnh thời ông Phùng Xuân Nhạ lãnh đạo điều giáo viên đi tiếp khách ăn nhậu từ thời ông Phạm Vũ Luận làm bộ trưởng Dư luận đã phê bình rất nặng bộ trưởng vì ông không giải quyết được gì cho giáo dục. Nạn học thêm đè lên vai học sinh, hội phụ huynh là một cánh tay nối dài của ban giám hiệu để ép học sinh phải tự nguyện đóng góp những khoản đóng phi lý. Nạn lạm quyền của giáo viên thì dùng quyền để chèn ép học sinh phải học thêm vân vân. Nói chung có rất nhiều vấn đề trong ngành giáo dục xã hội chủ nghĩa này, nó cứ tồn tại từ đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng khác mà không một bộ trưởng nào giải quyết được vấn nạn triệt để. Ông Phạm Vũ Luận là bộ trưởng một nhiệm kỳ thì phải rút vì không cải thiện được gì cho ngành giáo dục. Kế đến ông luận là ông Phùng Xuân Nhạ, đến thời ông Nhạ thì ngành giáo dục lại càng nát hơn. Chưa bao giờ giáo dục bị xem thường như thời ông Nhạ cả. Tháng 11 năm 2016, phòng giáo dục thị xã Hồng Lĩnh vâng lệnh ủy ban nhân dân thị xã điều một số nữ giáo viên đi tiệc và mời rượu quan khách giáo viên nữ đã bị lãnh đạo ngành giáo dục xem và tiếp khách để ở quán nhậu như vậy. Và hiện tượng điều giáo viên đi tiếp khách chỉ là kết quả, nguyên nhân là tư tưởng của lãnh đạo ngành giáo dục địa phương đã không còn xem trọng ngành giáo viên. Họ xem giáo viên như là người phục vụ cho nhu cầu của họ vậy. Đấy mới là cái điều đáng sợ của ngành giáo dục hiện nay tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ở Đắk Lắk, giáo viên lại bị điều đi tiếp khách sự việc xảy ra thời ông Nguyễn Kim Sơn khi chuyện xảy ra, mạng xã hội đã dậy sóng với yêu cầu Phùng Xuân Nhạ từ chức vì để xảy ra hiện tượng quan chức vô đạo đức được ngồi ghế lãnh đạo rất nguy hiểm cho ngành giáo dục ở đây. Bức tranh của ngành giáo dục chẳng khác nào bức tranh của ngành công nghiệp giải trí nơi đẩy giấy những thị phi. Như vậy còn ai coi trọng giáo viên nữa và những giáo viên đấy giờ sẽ giáo dục được ai đây? Mới đây vào ngày 18 tháng 12, mạng xã hội lại bùng lên câu chuyện giáo viên mầm non bị phân công đi tiếp rượu bia 6 đoàn khách VIP trong giờ hành chính vụ việc này diễn ra tại huyện tuy đức tỉnh đắk lắc thật là nghiêm trọng cho ngành giáo dục ở việt nam như vậy là vấn nạn xuống cấp đạo đức trong ngành giáo dục việt nam nó vẫn đang âm ỉ và tiếp tục lan tỏa hết sức nguy hiểm nó luôn luôn tồn tại cứ mỗi lần có điều kiện là nó lại nổi lên từ thời ông phùng xuân nhạ nó đã nổi lên gây báo mạng và nay nó lại nổi lên tiếp tục ông nguyễn kim sơn lên thay ông phùng xuân nhạ nhưng kết quả là ông lại thả cho ngành giáo dục tự trôi mà không hề bất kỳ sự chấn chỉnh nào từ bên trong của ngành này. Đây là hình ảnh Nguyễn Kim Sơn cũng chẳng khác gì Phùng Xuân Nhạ. Ngành giáo dục Việt Nam đang trôi về phía xuống cấp, nếu Bộ trưởng kế nhiệm không làm gì để cải thiện thì nó sẽ tự trôi về hướng ngày một tồi tệ hơn. Nếu ông Phạm Vũ Luận bị đánh giá là kém năng lực thì ông Phùng Xuân Nhạ bị đánh giá là bất tài, ông nhạ đã bị loại khỏi ủy viên trung ương đảng đồng thời bị trung ương kỷ luật và đang chờ đợi số phận và liệu tiếp theo ông có bị quẳng vào lò hay không ông nguyễn kim sơn đang dẫm lên vết xe đổ của ông phùng xuân nhạ xem ra sự nghiệp chính trị của ông sơn khó mà khá lên cho được làm bộ trưởng bộ giáo dục gần như không có cơ hội để tiến xa hơn sự nghiệp chính trị của ông nguyễn kim sơn có vẻ như đang dần trôi vào ngõ cụt Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin dẫm lên vết xe đổ của Phùng Xuân Nhạ, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Kim Sơn đi vào ngõ cụt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi thách thức liệu ai dám ho hè đây. Tờ Thời Báo .d có rất nhiều bài bình luận về ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực, kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phan Văn Mãi là nhân vật có bước tiến thân thần thần tốc. Ông có khuôn mặt tương đối giống cố Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải như tả. Về Thành phố Hồ Chí Minh chưa lâu mà Kiên luôn hai chức vụ rất lớn tại bộ máy chính quyền của thành phố này. Phong cách lãnh đạo của ông Phan Văn Mãi cực kỳ độc tài. Làm việc dưới quyền ông Mãi rất căng thẳng, đó là nhận xét của những người trong cuộc cho tờ thể báo chống đề biết được và vụ truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy phân đào con người của ông ông mãi đã dùng bộ máy chính quyền của Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mục đích chính trị của mình bà Nguyễn Phương Hằng livestream truyền hình trực tiếp vừa nhắc đến tên ông Phan Văn mãi thì hai ngày sau bà Hằng đã bị công an Thành phố Hồ Chí Minh lùng bắt giam đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng phải vào tù vì dám nhắc đến tên ông Phan Văn mãi khi phát livestream. Ông Phan Văn Mãi đang rất có triển vọng vào bộ chính trị nhiệm kỳ sau. Một con người như ông Mãi nếu biết ai chỉ trích mình thì ắt người đó sẽ lãnh hậu quả khá nặng nề. Việc dùng bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh để tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng có hai dụng ý. Dụng ý thứ nhất là răn đe giới ảnh hưởng trên mạng xã hội chớ có đụng tới ông Mãi. Dụng ý thứ nhì rắn đa các thuộc cấp và răn đe những người không hài lòng ông nhằm ngầm ý đe dọa rằng họ chớ có mà dại miệng. Đặc biệt là các thuộc cấp nếu dám phê phán chủ tịch thành phố thì ắt phải trả cái giá rất đắt. Còn nằm trong bộ máy chính quyền thì không thể đùa giỡn với độc tài cho được. Vào ngày 17 tháng 12, ông Phan Văn Mãi với tư cách là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội năm 2022 rằng: "Đừng vì tôi là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà các đại biểu ngần ngại trong giám sát, phải thẳng thắn góp ý vì chúng ta đang thực hiện công việc mà cử tri đòi hỏi. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bình luận về câu nói thẳng thắn này, một bạn xin được giấu tên đã nhận xét với tờ Thể Báo Chống Đê rằng ông Mãi nói thế, đố ai mà dám lên tiếng phê phán Chủ tịch Thành phố? Người này cho biết rằng đây là nước cờ chính trị móng Phan Văn Mãi tương tự như chiến dịch trăm hoa đưa nở nổi tiếng thời Mao Trạch Đông bên Trung Quốc. Ông ta khuyến khích giám sát phát hiện cái sai mà lên tiếng. Tuy nhiên nhờ lời mở lòng đó mà ông Phan Văn Mãi sẽ biết ai đang muốn soi mình, ai chỉ trích mình và ai bất mãn, từ đó thì thanh lọc đội ngũ dưới quyền. Đây chỉ là nhận xét của một người trong bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên không thể loại trừ đây thực sự là thủ đoạn của ông Phan Văn Mãi và những gì ông Mãi đã làm với bà Nguyễn Phương Hằng đã cho thấy con người của ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi là như thế nào. Nếu ý định đấy là có thật thì rõ ràng con người ông Phan Văn Mãi không thể tin được Nhất là những người dưới quyền của ông Mãi lại càng phải cẩn thận hơn Lãnh đạo theo đường lối độc tài thì phải thủ đoạn Dù thủ đoạn ấy không sạch sẽ gì cho được thì họ vẫn theo đuổi Đấy là bản chất của các nhà độc tài khắp nơi trên thế giới Chứ không riêng gì ông Phan Văn Mãi cả Thực tế thì ai tin những lời ông Phan Văn Mãi nói ra và thực hiện đúng trách nhiệm vai trò giám sát thì rất khó cho sự nghiệp chính trị của họ. Đây là hình ảnh không khó có ai dám chỉ ra cái sai của ông Phan Văn Mãi ngoại trừ ban bí thư và bộ chính trị. Thực tế thì quan chức nào cũng có những vấn đề mà họ muốn giấu đi. Đó là những mối làm ăn mờ mịt có quyền lực trong tay thì mới có thể có. Có quan chức sống được bằng lương đâu, cho nên nếu là người trong cuộc không khó để phát hiện ra những tiêu cực của các quan chức này. Tuy nhiên nếu cấp dưới mà dám lên tiếng là không yên Lên tiếng về sai phạm của phân Mãi Chỉ có thể là người cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam Đó là ông Nguyễn Phú Trọng Hầu hết những tội của ông Nguyễn Thành Phong Ông Nguyễn Đức Trung hay ông Trung Ngọc Anh Là do Trung ương phát hiện ra Sẽ không có ai thấp cổ bé học Mà dám khui ra những vấn đề này của các quan lớn cả Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Phan Văn Mãi thách thức liệu ai dám ho hè hay không Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm